Cô Vàng xin kính chào bà con. Sau đây cô Vàng sẽ giới thiệu đến quý bà con về cái cách để mình phân biệt được những cái con cua tiêu 1, tiêu 2, tiêu 1, tiêu 2 và cua mít, cũng như cái mô hình nuôi dèo bằng thao và cái sơ lược về cái cách và cái khái niệm của con cua. Có rất nhiều cái kích thước và cái cách để mình gọi con cua về cái size của nó. Sau đây là con cua tiêu 1, đây là tiêu nhướng. Đối với con cua này thì cái tính thích nghi môi trường của nó rất là cao. Nó có thể chịu được cái sự chênh lệch độ mặn khoảng 15 phần ngàn nếu mà cái nước gốc của nó mặn hơn với cái nước mình thả. Khoảng 15 phần ngàn là nó có thể chịu được, và nước độ mặn từ 5 phần ngàn trở lên là có thể nuôi được con cua này rất là dễ dàng. Và cái tính thích nghi môi trường của nó cũng cao, cái sắp xuất đạt đầu con nó cũng cao hơn các con cua khác. Và hiện tại Vàng đang bán con cua tiêu 1 này là nhiều nhất và nhiều thị trường nhất. Và sau đây là cái con tiêu 2. Con tiêu 2 thì con tiêu 1 nó lột xác lên thì thành tiêu 2. Merlot là ấu trùng có đuôi thì nó lột qua con tiêu nhướng và xong rồi nó sẽ thành con tiêu 2 như chúng ta thấy. Con tiêu 2 này thì cái tỷ lệ nuôi đạt nó cũng khá là chuẩn, vì nó cũng còn rất là nhỏ thì cái sức đề kháng của nó sẽ khá cao. Và cũng như hiện tại khách hàng sử dụng cái con tiêu 2 này cũng nhiều, và người ta sẽ an tâm hơn khi thả con cua tiêu 2 vì thấy nó lớn hơn. Mà cũng có một số người hỏi tôi thả cua nhỏ quá như con tiêu 1 khi nãy thì nó trắng quá, có phải là con cua không hay là con ghẹ. Bà con cứ yên tâm vì quy trình sản xuất con cua rất là cực chứ không phải là dễ, và đầu tư cũng khá cao, cho nên không ít ai mà lại sử dụng cái con ghẹ để mà nuôi và làm mất uy tín mình được. Cho nên chúng ta cứ yên tâm để thả, đó là con cua giống. Và đây là cái con dưa 1. Như chúng ta thấy thì từ con tiêu 2 nó sẽ lột xác, nó sẽ thành dưa 1. Và cái con dưa 1 này thì hiện tại tôi đang bán ở thị trường hơi xa một chút vì cái vận chuyển của nó sẽ dễ dàng hơn cái con tiêu 1 và tiêu 2. Về cái đường xa nó sẽ chịu hơn, nhưng cái độ thích nghi môi trường của nó đã khá giảm và cái tỷ lệ đạt của nó cũng không cao. Nhưng đối với những cái vùng nước mà hơi ngọt một xíu thì có thể thả con này, thì có thể trong cái mùa mưa này lên tới con dưa 1 thì nước nó cũng hơi thấp để nó dễ dàng thích nghi hơn. Tuy nhiên thì tôi vẫn khuyến cáo bà con nên thả con tiêu 1 hoặc tiêu 2 thì nó sẽ đạt đầu con hơn cái con dưa 1 này. Nếu trường hợp bất khả kháng thì chúng ta thả con dưa 1, chứ theo tôi thì tôi lại thích thả con tiêu 1, tiêu 2 vì nó đạt đầu con hơn và dễ nuôi hơn và độ thích nghi môi trường nó cũng cao hơn. Và đây là cái con dưa 2. Tuy nhiên thì trong hình này chúng ta cũng thấy con tiêu 2. Con tiêu 2 nó lột lên thành dưa 1 và dưa 1 nó thành con dưa 2. Chúng ta nhìn thấy cái tỷ lệ nó lớn nhỏ rất là nhiều. Nó chỉ có lột hơn 2 xác thôi. Và cái con mà tôi đang cầm trên tay ấy, đó là cái con cua mít dưa 2 lột lên dưa 3 và thành con đó. Chúng ta thấy cái cách nhau chỉ có một lần lột nữa thôi là thấy cái kích thước của nó đã
rất là khác xa nhau. Cho nên khi cái thời gian mà con cua lột xác rất là quan trọng để nó thay đổi cái hình dạng của nó, thay đổi kích thước của nó lớn hơn rất là nhiều. Bởi vì vậy cho nên nó rất cần cái lượng dinh dưỡng và cái nguồn thức ăn phù hợp, nên chúng ta cần phải cung cấp cho nó đầy đủ. Và cái con dưa hai cũng như cái con dưa ba hoặc là gọi là me thì cái thời gian đi đường nó sẽ lâu hơn cái con tiêu một và tiêu hai, và chúng ta đi đường xa thì cũng vẫn an tâm hơn là cái con cua nhỏ, vì nó lớn hơn thì cái tỷ lệ sống của nó sẽ cao hơn khi mà đi đường xa, có thể là 2 ngày hoặc 3 ngày. Hiện tại tôi đang đi là khoảng 3 ngày thì con cua vẫn khỏe mạnh, vẫn bình thường, và người dân họ nuôi cũng rất là ok, rất là được. Vì vậy những cái nơi xa thì chúng ta có thể thả cái con cua me này được. Tuy nhiên thì những vùng nào gần những sân bay thì tôi có thể cung cấp cua giống bằng đường bay. Hiện tại thì tuy là tình hình dịch bệnh nhưng máy bay vẫn cho phép hoạt động, vẫn bay được với con cua giống này. Bà con cứ an tâm và cứ có thắc mắc gì cứ liên hệ với tôi ở số điện thoại phía trên chỗ logo cua vàng, có số điện thoại của tôi là 0947 194 494. Và con cua mít này thì bên tôi rất là ít, tuy nhiên ít nhưng mà vẫn có, và con này thì phải chờ chứ không có liền. Nhưng con cua này thì theo tôi thì khuyến cáo không nên thả, vì nó sẽ thấy nó to nhưng mà nó cái độ thích nghi môi trường của nó đã giảm, cho nên mình thả con cua này nó sẽ không hiệu quả bằng những con cua nhỏ đâu. Biết quý bà con nên thả những cái con cua nhỏ là ok nhất. Và bên cạnh đó thì sẽ nói thêm về một ít về cái con cua thịt. Như chúng ta thấy đây là những cái con cua đã bắt lên và đã bán được và làm thịt được. Trên tay tôi đang cầm là cái con cua y hay là cua đực, với đặc điểm nhận dạng đó là càng to và có cái mai hình tam giác, đó là cái con cua đực. Và phía bên đây có con cua dây màu đen thì đó là con cua cái, với cái đặc điểm là cái yếm của nó hình tròn, gần như là tròn và to và càng nhỏ. Thì mình biết đây là con cua cái hay là con cua gạch như mình thường gọi. Phía dưới này cột dây màu đỏ cũng là con cua cái, và trong thùng đó là những cái con cua mà đóng sắp thùng để sắp vào thùng để xuất bán đi. Và đây là cái cách mà chúng tôi đang căng để đông đo căng đếm để cho đồng đều từng khênh với nhau để xuất bán cho bà con, và cũng như cung cấp ra thị trường những đại lý. Và trong giọt này là con tiêu một thì chỉ có con megalop là ấu trùng, và cũng như cái con tiêu một là sử dụng căng được thôi. Còn con tiêu hai thì tuy là sử dụng căng cũng được nhưng nó rất là dễ giật mình, nó kẹp với nhau và nó chảy máu của nó ra và nó sẽ hao hụt từ từ trong cái khay của mình, nên là khuyến cáo không nên căng con tiêu hai. Nhưng con tiêu một thì chúng ta có thể căng vô tư để
rút ngắn thời gian, và cũng như các cái xoay cua với nhau nó cũng đồng đều. Đó là cái cách để cân. Và đây là cái con cua mẹ. Thì như chúng ta thấy khi nãy có con cua gạch. Con cua gạch khi mình lựa đầy gạch và nó kêu bằng đầy gai, gọi đèn soi nó sẽ đầy cái gai của nó, thì đó là con cua đủ chuẩn để có thể nuôi con cua mẹ. Và cái kích cỡ của con cua mẹ thường rơi vào tầm 350 gram cho đến 550 gram. Vì nhỏ hơn thì nó sẽ không có được nhiều cái trứng để mình ương, và to hơn nữa thì cái tỷ lệ ấp trứng đều nó cũng không có. Nhưng bà con đừng có lo ngại về cái việc mà con cua nhỏ nó sẽ đẻ ra con cua con nó sẽ nhỏ, không có chuyện đó. Vì tôi đã thử với con cua 700 gram làm cua mẹ và con cua 300 gram làm cua mẹ, thì cái tỷ lệ lớn nhỏ nó không phụ thuộc vào điều đó. Và điều đó cũng một phần do yếu tố của cái thức ăn ban đầu của con cua, cũng như cái quy trình quy cách để ươm ra con cua giống, và nó cũng phụ thuộc vào cái môi trường sống của nó nữa. Cái thức ăn ban đầu của nó cũng rất là quan trọng, vì khi chúng ta cho ăn lúc đầu mà nó thiếu thì nó cũng dễ gây ra cái tình trạng suy dinh dưỡng cho con cua chứ không phải là không. Thì mình nên chọn những cái thời điểm mà trong vuông mình có những cái mồi tự nhiên nó nhiều nhất để tốt nhất cho con cua khi mình thả xuống. Vì cái nguồn thức ăn ban đầu lúc nào nó cũng quan trọng, giống như là nguồn sữa mẹ vậy đó. 1 năm đầu, 2 năm đầu phải hoàn toàn là sữa mẹ vậy. Thì con cua nó cũng vậy, chúng ta cần cung cấp cho nó đầy đủ những cái lượng dinh dưỡng cần thiết để làm ảnh hưởng đến cái tỷ lệ lớn nhỏ của con cua, để mình kiểm soát được cái tỷ lệ lớn của nó. Tôi thì tôi chưa làm bố nên cũng không biết là sinh con ra và nó sử dụng sữa mẹ bao lâu, thì điều đó tôi không biết. Và đây là cái cách dèo cua. Và tụi tôi đang chèo ở trong thao hoặc là trong cái hồ vuông, với cái cách chèo cũng như nhau thôi, đó là nước mặn từ 15 đến 30 phần ngàn và bỏ lưới vào. Nước thì phải lọc cho trong và xử lý cho nó trong, để khi con cua nó lột nó sẽ được đồng đều và cũng như nó không bị dính vỏ, thì nước dơ nó sẽ dễ bị dính vỏ và hao hụt. Mà đôi nét về cái con tôm giống. Tôm giống chúng ta có thể lựa những cái con tôm đồng đều, vì những bầy tôm đồng đều nó sẽ ảnh hưởng đến cái tỷ lệ lớn của cái bầy tôm đó. Nó sẽ không có bị những cái con vượt đàn hoặc là những cái con còi nó sẽ làm ảnh hưởng. Vì những cái con còi thường nó ăn rất là nhiều, nhưng lớn thì nó không chịu lớn. Cho nên chúng ta cũng càng quan tâm một chút về cái tính đồng đều của con tôm và dài đòn, thì cái size con tôm nó sẽ lớn hơn những cái lô giống mà ngắn đòn. Và khi vào bọc, con tôm mình nó lội dựng đứng lên giống như cái con tôm mẹ đây trong bọc, thì những bầy tôm đó thường thì thả nó sẽ đạt hơn những cái bầy tôm mà nó lội ngang hoặc là nó không chịu lội.
thì nó sẽ khỏe hơn những cái bài tôm. Thường là những cái bài tôm mà loại đứng nó sẽ ok hơn. Và đây là những cái hình ảnh minh họa về cái lô tôm nuôi căng được như thế này trong một đêm sổ vuông. Cảm ơn quý bà con đã lắng nghe và cũng như đã tham khảo mọi chi tiết thắc mắc hoặc là cần cung cấp giống thì xin quý bà con liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại như Facebook và Zalo 0947 194 494. Hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp những con giống